Đoàn lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã khảo sát kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Phong Sắc thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn và dự án tái định cư phường Thắng Nhất. Đại diện các đơn vị có liên quan đã báo cáo tiến độ những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từng dự án. Dự án đoạn đường Nguyễn Phong Sắc thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn thành phố Vũng Tàu có tổng diện tích đất thu hồi gần 2,5 hectare của 20 trường hợp. Hiện còn 3 trường hợp vướng mắc hơn 0,4 hectare liên quan đến đất rừng phòng hộ. Còn dự án khu tái định cư phường Thắng Nhất hiện có 72 trên 103 hộ với tổng diện tích hơn 1,58 hectare chưa ban hành quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường vì không đủ điều kiện bồi thường theo quy định. Khảo sát thực tế tại hai dự án, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan liên quan, chủ trì là Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, báo cáo chi tiết những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện, tham mưu lãnh đạo thành phố chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ dự án và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.